Chào anh em và các bạn nhé. Đây là cái các mẫu chậu đây bên mình vừa sơn xong đây. Đấy, anh em có nhu cầu về khuôn chậu các dòng sơn thì có thể liên hệ này. Sơn này lên màu cực kỳ là đẹp luôn. Đấy các bạn thấy không? Sơn lên màu tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ sơn giả đá luôn cho anh em và các bạn xem nhé. Đấy con này là vừa sơn phủ nền rồi. Đấy, bây giờ sẽ lên giả đá nữa là ok luôn. Anh em các bạn có nhu cầu về khuôn chậu thì có thể liên hệ này. Cũng như là các cái dòng sơn mà bên mình đang phân phối thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn. Đấy, khuôn sơn lên màu cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, màu sơn giả đá. Đây như con này là mình đã lên xong rồi đây. Sơn xong, chấm nhũ xong và cũng phủ bóng xong. Đấy, hàng anh em xem nó mượt mà chất lượng đỉnh cao luôn anh em nhé. Đấy, màu đá lên cực kỳ là nổi luôn. Chất lên cực kỳ là đẹp luôn anh em và các bạn. Mọi nhu cầu về khuôn chậu này, các cái dòng sơn này, anh em có thể liên hệ nhé. Đấy, chất luôn.